Hello, em chào tất cả các bác. Em lên sóng hai chiếc đồng hồ, lên góp tay không sử dụng pin nha các bác. Chiếc này dòng xưa cổ điển lắm nha. Và đặc biệt chiếc này nó có cả hai chiếc đều có chuông báo thức hết. Để em quay cận cảnh chi tiết cho anh giới thiệu cái kích thước cho bác xem nha. Chiếc nào cũng nên có tay hết á. Chiều ngang của cái chiếc bên tay phải này em đang quay là 35 cm, còn chiều cao là 15,5 cm, chiều sâu vô là 7 cm. Rồi cái chiếc này nhỏ bé hơn tí xíu á, chiều ngang là 23 cm, chiều cao là 14,5 cm, chiều sâu vô cũng bằng chiếc bên đây luôn là đều 7 cm hết. Giờ em test thử chuông báo thức nha, cả từng chiếc nha. Và phía sau nó có công tắc để nè, nó tắt chuông báo thức nha, nhấn vô là tắt. Này, em test chiếc bên đây luôn. Và chiếc nào cũng có công tắc phía sau ha. Chiếc này vừa để bàn xem giờ và trang trí decor là tuyệt vời luôn, để chỗ phòng âm thanh rồi để những bộ bàn ghế gỗ là tuyệt vời nha các bác. Rồi bác nào yêu thích hai chiếc này thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918120267, và đây cũng là số Zalo của em, các bác các bạn Zalo giúp em nhé, và để cần hình ảnh gì em gửi chi tiết nhé. À, hai chiếc này bác nào có nhu cầu thì em bán giá mềm cho, cứ alo em nhé. Em kết thúc video, chào tất cả các bác.